ngoài. Vậy thì mọi người hãy vào, mọi người hãy vào để tôi chào buổi sáng mọi người. Đã có người chưa? Đã có người xem chưa? À, vậy nên chúng ta sẽ chờ cho đến khi nào mà có người xem thì chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện với nhau nhé. Wow, buổi sáng hôm nay ở Cần Thơ rất là đẹp. Thời tiết đang rất là đẹp, rất là thuận lợi, nắng thì rất là chan hòa, không phải là nắng gắt. Và rất là lâu rồi tôi mới có một chuyến lưu diễn tại đây, và đặc biệt là tại Cần Thơ. Tôi nhớ gia đình của mình tại Cần Thơ lắm, và tôi nhớ những món ăn ở Cần Thơ nữa. Buổi sáng hôm nay thì hơi vội vã một chút, vì lúc này đúng lúc mình đang có mặt tại Vincom Xuân Khanh ở Cần Thơ để khai trương cho nơi mua sắm tấp nập như thế này. Còn có rất là nhiều những cái gian hàng giảm giá, và đặc biệt là giảm giá 50%. Và nơi đây rất là nhộn nhịp lúc này, mọi người đang chờ đón một cái trung tâm thương mại mới để mà có thể một nơi tin tưởng, một nơi vui chơi, một nơi để mà chúng ta có thể tới đây mua sắm vào những dịp cuối tuần cũng như là thật là tiện lợi, vì quang cảnh ở đây rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đi chung với Nu ra ngoài sân khấu để Nu cho mọi người thấy cái không khí ở ngoài sân khấu như thế nào nha. À, bước nhảy. Mọi người đã ăn sáng chưa? Chắc là chưa. Hôm nay đang buộc sẽ là một tháng nhé. Và khai trương không khí đẹp như thế này, đang buộc tỏa sáng như thế này thì chắc chắn là thị trường hôm nay sẽ rất là thuận lợi. Xin nhắc lại, đây là Vincom Xuân Khánh ở Cần Thơ. Và mọi người đây là nơi tin tưởng để tất cả mọi người có thể đến đây vui chơi, cũng như là mua sắm. Có rất là nhiều những cái gian hàng ở đây, nó thật sự rất là nhiều. Và lúc nào gian ở đây, không khí ở đây rất là tấp nập. Bây giờ mọi người sẽ đi ra ngoài để xem thử coi là không khí như thế nào. Thank you.
Thank you, xin cảm ơn rất nhiều. Và buổi sáng ngày hôm nay Cần Thơ bỗng chốc thật là đẹp với ánh nắng như thế này, phải không ạ? Chắc là nắng dịu như thế này thì mọi người sẽ có thể đứng lâu hơn và sẽ có thật là nhiều niềm vui hơn buổi sáng ngày hôm nay. Và lại một lần nữa, tôi muốn xin chúc mừng cho Vinhome Plaza đã có được nhiều thành tựu mới như thế này. Và nơi đây sẽ là một nơi trong tương lai sẽ rất là tấp nập và sẽ có thật là nhiều niềm vui, phải không quý vị? Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và hãy đến với một ca khúc tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay để buổi sáng ý nghĩa hơn bằng âm nhạc nhé. Ca khúc được mang tên Cause I Love You. Xin mời mọi người cùng nghe bài hát này. Thank you.
sân bay luôn phải không? Enjoy your day!